một bữa cơm kèo như mình được thế. Con... con gái chờ mẹ lâu chưa? Trời, mình đi về nhá. Mẹ nấu nhiều món ngon cho con gái ăn lắm. Đi cái xe cà tám này bao giờ? Con trai ơi, lên xe để về nhà đấy. Cuối tuần này ba nhận được lịch học phải đi gấp, không đi được đâu con ạ. Cuối tuần này con gái thích đi đâu để mẹ dẫn đi? Con muốn đi chơi đi bộ lắm thế nha. Ừ, mẹ cho con gái đi luôn. Yêu con gái lắm. Ba ơi. Sao thế con? Con thích lên công viên đi chơi hoặc là giá. Chờ ba tí nhá. Ok, thế nhá. Giờ ba bạn đi học rồi, con cầm thẻ tự order đồ ăn nhá. Con gái ơi, mẹ vừa nấu xong món mì này ngon lắm, con gái ăn đi. Con gái ăn đi. Con gái ơi, mẹ đến rồi. Con trai ơi. Mẹ ơi, đến bữa kia chúng ta đổi ba mẹ một ngày được không? Cô Thủy à, hủy hết cuộc họp mà cả tuần này cho tôi nhá. Tôi có việc bận rồi nhá. Con trai à, cuối tuần này con thích ăn gì để ba dẫn đi ăn? Ok, ba sẽ mua cho con. Từ nay ba sẽ dành nhiều thời gian cho con, không bỏ mặc con một mình nữa. Hai ba con mình đi. Từ nay ba sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Cuối tuần này ba dẫn con đi trung tâm thương mại mấy công viên chơi nhá.